Dù đang có phong độ không tốt, BKMX Bình Dương vẫn đặt quyết tâm giành 3 điểm trước câu lạc bộ Quảng Nam để tiếp tục cuộc đua vô địch. Giữa lúc có nhiều xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, liệu Công An Hà Nội sẽ thể hiện ra sao trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh? Hấp dẫn vòng 20 V-League ngày 21 tháng 5, câu lạc bộ Quảng Nam BKMX Bình Dương 17 giờ trên HTV Thể thao. Chương trình bình luận khách mời lúc 16 giờ 15. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Công An Hà Nội 19 giờ 15 trên HTV Thể thao. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.